Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai kế hoạch ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trong đó, tổ công tác 141 là lực lượng chủ công đã có nhiều phương án đấu tranh ngăn chặn vi phạm về an ninh trật tự an toàn giao thông. 23 giờ đêm, trên tuyến đường Bà Triệu, Nguyễn Công Trứ, Hàng Khay, tổ công tác 141 tiến hành kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện không chấp hành luật giao thông đường bộ. Quá trình nghỉ lễ thì người dân thường là có những cuộc liên hoan, và hai là trong người ta có những người sẽ uống rượu bia, và có những cái người ta sẽ không làm chủ được mình, và sẽ người ta có sẽ những hành động, những lời lẽ mà nó những cái mà người ta sẽ đi quá cái hạn của mình. Trong quá trình làm việc chúng tôi phải giữ đúng cái lễ tiết tác phong về mọi trường hợp. Tại nút giao Thụy Khuê, Văn Cao, nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng kiểm tra hành chính. Khuyến cáo đối với người dân là tham gia giao thông là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt đối với các gia đình, nhắc nhở con em không được cho con em mang các cái vũ khí hoặc là cái công cụ hỗ trợ ra ngoài đường để tham gia giao thông, tránh cái tình trạng khi mà xảy ra xung đột, xô xát rồi có những hành động gọi là không đáng có. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, liên lực lượng 141 sẽ trực 100% quân số, thường xuyên có mặt tại những khu vực trọng điểm như bến xe, khu vui chơi nhằm phòng ngừa, phát hiện những đối tượng lợi dụng vào ngày lễ để phạm tội.